Lực sĩ Phạm Văn Mách phản bác khi bị tố ngoại tình, lừa dối vợ và chiếm đoạt tài sản. Vào đúng ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, cư dân mạng ai nấy đều xôn xao trước bài đăng tố lực sĩ Phạm Văn Mách đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một nhân viên trong phòng gym cho mình làm chủ. Ngoài ra, Phạm Văn Mách cũng bị tố không chung thủy hay gặp gỡ những cô gái bên ngoài dù đã có gia đình. Cụ thể, bài đăng của một nhân vật có tên PHP trong một trúc streamer có trên 237.000 thành viên đã thu được hơn 4.000 tương tác và hơn 1.000 bình luận chỉ sau 11 giờ đăng tải. Tiêu đề bài viết mang tên Lực sĩ Phạm Văn Mách, chuyên gia lừa đảo, lừa góp vốn rồi báo phá sản để chiếm đoạt tiền. Dưới đây là nội dung bài viết. Lương lẹo, lừa đảo, gian manh là chưa đủ để nói về nhân vật này. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, tôi và Phạm Văn Mách, viết tắt PVM, có quen biết nhau trước đó thông qua việc mua bán hàng hóa và chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia. Cùng thời điểm, Phạm Văn Mách có kêu gọi tôi đầu tư mở một phòng gym ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tên phòng gym do cả hai chúng tôi nghĩ ra, không đăng ký độc quyền hay thương hiệu, với tổng số tiền góp vốn là 1 tỷ 300 triệu. Tôi góp 300 triệu, còn phần còn lại của Phạm Văn Mách. Tôi góp bằng cách mua máy móc, thiết bị, vật tư và chi trả các khoản ban đầu hiện nay đã lên đến 340 triệu, chi trước 100%. Cùng với lời mời gọi giám đốc điều hành lương 15 triệu một tháng, tôi lo phần điều hành nhân viên, còn Phạm Văn Mách lo phần thi công, mặt bằng, phần tiền góp cho máy móc và khoản dự trù kinh doanh còn lại. Vì đã biết nhau từ trước và người này cũng là người nổi tiếng, có nhiều năm trong nghề, tôi tin tưởng để anh ta làm. Mang tiếng là một phòng gym cao cấp nhưng mức độ đầu tư từ Phạm Văn Mách rất chấp vá, không chi trả hết các khoản ban đầu đầy đủ, làm cho các phần thi công, máy móc, nhân viên hay trang thiết bị còn thiếu rất nhiều. Tiến độ chậm trễ, marketing và hình ảnh không có. Thời điểm này, công ty vẫn đang là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Phạm Văn Mách đứng tên. Tôi đề nghị chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên để hợp thức hóa phần góp vốn, nhưng Phạm Văn Mách hẹn đến tháng sau. Ngày 15 tháng 11 năm 2020, trung tâm vẫn chính thức đi vào hoạt động với 4 tầng, cho yoga thuê 1 tầng, các cơ sở vật chất chấp vá. Lượng khách đến rồi đi bị ảnh hưởng rất nhiều, phòng tập thiếu tiện nghi và chưa đủ máy móc. Tôi tiếp tục hối thúc việc đăng ký giấy phép kinh doanh lên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần để chứng minh là tôi có góp vốn. Phạm Văn Mách liên tục lấy lý do là về Long Xuyên, An Giang, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bên làm thủ tục. Tôi yêu cầu cung cấp các hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho yoga thuê một tầng. Nhưng mãi đến tháng 1 năm 2021, tôi mới xem được qua các hình ảnh chụp bằng điện thoại. Hình ảnh hợp đồng mặt bằng thì cố tình chụp mờ đi số điện thoại chủ nhà. Cảm thấy điều chẳng lành, đúng như tôi nghĩ. Sau 1 tháng 15 ngày hoạt động, đến đầu tháng 1 năm 2021, Phạm Văn Mách báo rằng công ty phá sản, hết khả năng chi trả và góp vốn. Phạm Văn Mách tìm phương án sa thải toàn bộ nhân viên và bán hết công ty mà không hề thông báo với tôi. Tôi và nhân viên vô cùng hoang mang. Tại sao trung tâm trên đà phát triển, khách bắt đầu có nhiều, nhân viên đồng ý ở lại với mức lương như bây giờ? Tại sao lại có thông báo phá sản? Lương tháng 12 của chúng tôi bị giảm xuống còn 8 triệu so với mức 15 triệu như ban đầu chưa chi trả. Đúng lúc này thì Phạm Văn Mách có đưa một người tên Hiếu đến gặp tôi và muốn đầu tư. Tôi cứ tưởng công ty được cứu, nhưng nào ngờ Phạm Văn Mách đưa ra giá bán cho ông Hiếu là 350 triệu, thanh lý toàn bộ công ty. Tôi mới hỏi là công ty tổng đầu tư 1 tỷ 3, nhưng tự dưng bán lại 350 triệu, mới mở hơn 1 tháng, đồ đạc và máy móc mới 100%. Tiền máy móc cả công ty là hơn 600 triệu, cơ sở vật chất và đồ đạc cũng tổng cộng gần 1 tỷ 3, nhưng sao bán với giá thấp vậy? Phạm Văn Mách trả lời, công ty của tao, tao có cổ phần lớn hơn, tao quyết định. Xét thấy có nhiều điều không ổn, tôi không chấp nhận bán. Gã cổ đông mới tên Hiếu cứ đi theo và thuyết phục tôi. Tôi nói, sao mình không bán cho người khác cao hơn, hoặc đăng trên thanh lý hay bán cổ phần, vẫn có nhiều người muốn mua mà. Phạm Văn Mách lúc này tỏ thái độ thách thức và nhất định đòi bán cho người cổ đông kia để có tiền tươi. Nếu không, anh ta sẽ không có tiền thanh toán cho các khoản vay ban đầu. Lúc này, tôi tiếp tục hỏi về giấy tờ công ty đã đổi lên hai thành viên chưa, thì Phạm Văn Mách trả lời, công ty phá sản rồi, đổi làm gì em? Tôi nhận được thông tin từ Phạm Văn Mách đã chuyển hợp đồng mặt bằng cho Hiếu, chỉ còn nước bán đi, chứ không là mỗi tháng đóng mặt bằng mất trắng. Rất nhiều thông tin được đưa ra nhằm mục đích muốn tôi bán lại toàn bộ phần góp vốn của mình và rời khỏi đây. Phạm Văn Mách chỉ chuyển cho tôi 64 triệu và làm một tờ giấy không đúng theo văn bản pháp luật. Nếu tôi không chấp nhận thì hẹn nhau ra tòa. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, trung tâm gián bản đóng cửa, Phạm Văn Mách thương lượng với tôi là giải quyết trả lại tiền cho khách hàng trước. Sau đó, hai người từ từ giải quyết chuyện công ty. Tôi đồng ý. Ai ngờ đâu Phạm Văn Mách báo với tôi và nhân viên là đóng cửa, vậy mà báo với khách là tuần sau hoạt động bình thường. Tôi và 8 nhân viên đến trung tâm thì thấy đã đổi tên mới, ghép từ hai chữ cái đầu của Mách và Hiếu.
Trung tâm vẫn hoạt động bình thường, khách hàng vẫn tập bình thường. Tôi có quay lại toàn bộ trung tâm sau một tuần đóng cửa, có toàn bộ ghi âm của khách hàng. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, tôi đến gặp Phạm Văn Mách tại trung tâm thì bị Hiếu và bảo vệ làm khó dễ. 15 phút sau, Hiếu và Mách gọi đến hai người cao lớn, có vũ trang, đuổi đánh tôi và nhân viên. Thách thức tôi là ra pháp luật hay chơi theo kiểu xã hội đều có thể chơi đến cùng. Tôi và nhân viên phải chạy thoát thân để đảm bảo tính mạng. Gọi điện cho Mách thì báo là đã về An Giang, không còn liên quan gì đến phòng tập nữa. Từ 340 triệu vốn ban đầu và 3 tháng lương làm việc, nay tôi chỉ nhận 64 triệu và bị thôi việc không lý do. Ngoài tôi thì 7 nhân viên còn lại cũng bị cho thôi việc bất tình linh và không có lý do. Người thì thuê nhà, người thì có vợ con, người thì lo cha mẹ. Ai cũng có cái khổ, họ không đáng bị như vậy. Trong thời gian chơi với nhau, Phạm Văn Mách lúc nào cũng nói yêu thương vợ và hai con. Tuy nhiên lại gặp bồ bên ngoài rất nhiều. Mỗi lần bị vợ gọi là anh ta chạy từ chỗ bồ về phòng tập check-in gọi video cho vợ rồi đi chơi tiếp. Tôi chứng kiến rất nhiều. Trước những thông tin này, luật sĩ Phạm Văn Mách cũng lên tiếng ngay sau đó. Anh cho biết những lời viết tố cáo hoàn toàn sai sự thật. Chuyện kinh doanh. Chuyện là vào đầu tháng 10 có mở phòng gym và trong thời gian tuyển nhân sự, Mách thấy Phạm Hoàng Phúc cũng hiểu về thể hình nên Mách tuyển làm giám đốc điều hành công ty với mức lương 15 triệu một tháng, thêm 5% tổng doanh thu và các chính sách ưu đãi khác, và điều hành toàn bộ mọi hoạt động công ty. Thực sự, nếu chưa biết năng lực thế nào thì không ai trả công như vậy cả. Trong thời gian đó, Phúc xin 20% cổ đông vào công ty là 300 triệu đồng và Mách cũng đồng ý. Vì muốn anh em cùng phát triển doanh nghiệp và tổng kinh phí đầu tư phòng gym là 1,3 tỷ đồng. Trong thời gian hoạt động, có những khách hàng chuyển khoản nhưng Phúc không ghi hợp đồng cho khách hàng, nên sau này xảy ra tình trạng đến không có hợp đồng để xử lý. Sau 2 tháng điều hành không hiệu quả, dẫn đến công ty lỗ nặng và Phúc không bỏ tiền ra để chịu lỗ cùng. Mách một mình bù lỗ số tiền hàng tháng. Và dĩ nhiên thì kinh phí trang trại đã không khả năng nữa, nên Mách và Phúc tìm phương án để cắt lỗ bằng cách sang phòng tập gym hoặc bán thiết bị. Phúc là người chủ động đối tác để sang phòng hoặc bán thiết bị, Phúc cũng không chốt được đối tác nào để sang. Thời gian thì cứ trôi, tiền mặt bằng, nhân viên, điện nước và các khoản chi phí khác ngày càng gần. Giải pháp cuối cùng là nhờ bên công ty bán máy định giá thu hồi lại toàn bộ thiết bị. Sau khi định giá xong, Mách và Phúc cũng đồng ý với giá đó, mặc dù lỗ hơn 50% so với ban đầu. Do giá bán lỗ nhiều, nên bạn Mách là anh Hiếu đứng ra mua lại toàn bộ thiết bị tập và các thiết bị khác với giá nhỉnh hơn một chút, và dĩ nhiên là Mách và Phúc đồng ý. Trong thời gian đó, Phúc còn bàn với Hiếu soạn hợp đồng mua bán thiết bị. Ngày 9 tháng 1, Hiếu giao tiền cho Mách và Phúc 50% số tiền, và dĩ nhiên là Mách chia cho Phúc 20% đã bán được, chia làm hai đợt. Toàn bộ hợp đồng bán thiết bị cho Hiếu và thanh lý hợp đồng lao động do Phúc soạn và ký. Ngày 14 tháng 1, Hiếu trả thêm 50% còn lại và Mách cũng hẹn Phúc ra trả đợt 2. Và Mách cũng đã mang tiền đến quán cà phê nơi Phúc hẹn để đưa nốt phần tiền còn lại. Lúc đó, Phúc không chịu nhận tiền và nói thương lượng giấy tờ này nọ một cách vô lý, nên Mách đã mang tiền đi về nhà. Ngày 21 tháng 1, Phúc nhắn tin lại đòi thanh toán tiền còn lại và Mách hẹn lại qua Tết sẽ gửi cho Phúc. Trong thời gian đó, Phúc có đòi hẹn gặp mặt giải quyết thương lượng gì đó, còn nói các hợp đồng buôn bán thiết bị và thanh lý hợp đồng là không hiệu lực, trong khi người soạn là Phúc. Còn nói, nếu không gặp mặt thương lượng, sẽ đăng bài bôi nhọ danh dự, uy tín, hình ảnh lên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội và thưa ra tòa. Mách thấy sự việc Phúc nói hai lời, nên cũng nói Phúc đưa ra tòa để mọi việc sáng tỏ. Và ngày 12 tháng 2, Phúc đã đăng bài bôi nhọ danh dự và các vấn đề sinh hoạt cá nhân. Thực sự đưa vấn đề cá nhân, gia đình cũng như bôi xấu danh dự người khác trong quá trình làm việc chung công ty với nhau, thì các bạn đánh giá được đó là hành động của những người thế nào và có nên hợp tác về sau hay không. Còn vấn đề các cá nhân hay tập thể mới nghe thông tin một phía, không rõ sự việc đúng sai đã vội vàng đăng và chia sẻ bài thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện tại, Phạm Văn Mách cũng đã lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện khi bị tố. Nhưng người này vẫn giữ một mực im lặng, khán giả đang nóng lòng chờ đợi từ câu trả lời.